خوب هوا Hello, anh em nhá. Và chúng ta lại tiếp tục series Con hổ cái xứ Cai. Nghe là giọng ai à? Giọng người yêu tôi. Trong video cũ cũng có đéo đâu thấy bịa. Rồi chúng ta chiến được Husfu rồi nhưng mà Husfu đang lót loyalty rất là thấp. Loyalty đang rất là thấp nên là sẽ wait ở đây, chúng ta đợi ở đây để tăng cái loyalty lên đã. Em gái đó vợ gì ông này? Ông thì... Xin lót chị Hồng á. Chứ hầu đầu tiên là rất quan trọng, nhưng không cho bừa được. Chúng ta phải suy xét. Tăng loyalty lên rồi. Loyalty tăng thì tiền ở đây sẽ tăng. Đợi đây một tí nữa. Em có cộng thêm emoji vào Discord rồi. Chả cần đâu, Discord anh vừa nâng cấp lên rồi. Đầy emoji. Tha hồ mà xài. Rồi tập trước đã hòa với thằng này rồi. Ở cái khu vực này chỉ có bọn Nhật Bản là yếu nhất thôi. Nó có 3 tower thôi. Nên là chúng ta sẽ cố gắng là chiếm cái thành Inosuke của nó. Kunosaki gì đúng không? Đợi cho bọn đánh thuê nó hồi hòm hòm. Và bây giờ hôm qua chúng ta đã dừng ở việc đi cưới vợ thằng em đúng không? À thằng cháu đúng không? Rồi chúng ta cần gặp nữ hoàng để có thể cưới vợ cho thằng cháu. Anh nâng cấp của mình anh dùng được à? Thế hả?
Lúc này kiểu đến thuê đâu phải đơn giản. Kiểu đến thuê không phải đơn giản. Rustica là ai? Rustica quý bắp. Tôi cần một nữ tướng. Ồ, chỗ này bị công rồi. Chết thằng Mông Cổ ở đây. Tu lang Abagai khá ngon. Lấy cho Nissan 70.000. Ok. Tạm thế đã. Chào thương. Nitro của anh chỉ anh dùng được thôi. Emoji của server thì phải tự thêm. Thế không? Anh tưởng up là up chung cho toàn kênh. Ai cũng dùng được. Sao? Mạng lag à? Abagai đang ở đâu? Husfu. Tạo một quân đoàn nữa thì khá là tốn kém đấy. Chào Hoàng Trọng. Wow, con này nó lâu rồi. Ở đây tôi có thể huy động được bao nhiêu quân này? 200, 300. Chỗ này đâu đó nó sẽ rơi vào khoảng tầm 500, 600.
Anh không xem rồi mà, anh vừa stream vừa xem. Bầu cử như trong City Skyline à? Ồ. Ồ, Xuân Long tuyên chiến với mình. Xuân Long tuyên chiến, Xuân Long tuyên chiến anh em. Tập hợp toàn quân. Tập hợp toàn quân, 700 quân. Tập hợp dưới chân thành Husfu, chúng ta sẽ tiến đánh cái pháo đài An Giang này. Công hạ An Giang. Quick 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 quick. Bảy trăm quân thủ ở đây á. Thế bắt buộc chúng ta phải đục thành rồi. Thời gian nó sẽ lâu hơn rất nhiều. Chúng ta chỉ còn duy nhất đạo quân này thôi. Mất là hết. Mất là vong quốc. Đơn giản vậy thôi. Một trận định càn khôn. Cho em xin cái thành, cho em cái nịt. Một trận định càn khôn. Chưa thấy quân đội của Xuân Long đến. Thành này mà công bằng máy công thành thì rất là lâu. Bởi vì nó có tận 700 lính trong này. Chúng ta bắt buộc đục thành để vào. 300 quân nó đến này. Nó có 500 quân mà dám đánh nhau với mình là thế thủ, nó thế công. Kèo này mình căn được. Nhưng mà tôi chỉ sợ là trong lúc công thì bọn lính đánh thuê nó chạy thôi. Rồi, chúng ta có một ngọn đồi. Như vậy trận này chúng ta sẽ chơi theo cái sơ đồ là thủ đồi dưới. Thủ đồi dưới như hôm trước tôi nói thì chúng ta sẽ né được tên của bọn địch, nhưng mà bù lại thì tầm bắn nó sẽ thấp hơn. Tầm bắn thấp hơn nhưng chúng ta thủ được đồi dưới. Ok. Mấy cam nhặt hai đen lắm. Cứ bình tĩnh nghe em. Takeda Kellen là của đội kịch rồi. Bọn chúng kia rồi. Quân giặc kia rồi. Them
chúng ta hết kỵ binh rồi. Rát quá. Vào ra. Được không anh em ơi? Ok, mẹ thằng nào phi mình đâu thế? Quân bọn nó không tinh nhuệ nữa. Quân mình nhìn qua toàn dân binh. Ta còn khoảng 400 lính. Ôi ôi crap. Vậy đấy, Krat đúng lúc thật. Đùa. Mạng hôm nay nó cũng hơi kiểu gì đấy anh em ạ. Bởi vì bắn đá, nhưng vấn đề là trong lúc bắn đá quân bọn nó tiếp viện, cái đấy mới là cái bài toán. Không. Không đổi được, ở đây nó chỉ có VNPT thôi. À, VNPT à. Vấn đề là lịch ít quá mới lập quốc thì nó chỉ được thế thôi. Thế nào có hơn được.
quân mình đông đông dần quá. Đa phần toàn nông dân này, chết thật. Những người ngủ áo vải à? Cho cười. Còn khoảng 500 ký. Chúng ta bắt được 7 tù nhân. Có mốt được lên thành trả được. Chúng ta có khoảng 650 quân để công. Bắt tiếp ván này nữa. Trận này chất lượng lính nó sẽ hơn hẳn trận vừa rồi. Trận này chất lượng lính nó sẽ hơn hẳn trận vừa rồi. Và chung kết rồi. 1-0 à? Thế được rồi.
Thường chiến thắng vật vã là sẽ vào được sâu, dễ vô địch. China thích chấp lính à? Bởi vì AI nó tính quân mình lắm nông dân nên nó xông vào, quân nó tinh nhuệ. Thì đúng là quân mình lắm nông dân thật. Nhưng mà cứ tôi rèn những cái trận như thế này thì chúng ta sẽ, lính chúng ta sẽ lên cấp rất là nhanh. Cùng rồi. Không cho cung được bắn. Chính là lắm quân quá. Quân bên Trung Quốc tinh nhuệ nhiều. Chúng ta còn khoảng 500 lính, hơn 500 lính. Để tính cả, không biết là sau trận này thì có lấy được lính thêm chóp không thì đấy, nhiều khả năng có thêm chóp. Chúng ta còn hơn 500 lính.
bắt được 13 tù nhân bên họ. Tiếp tục này. Ba lần chống tàu. Trên này cho cao. Chứ cái thành chắc phải hòa bình luôn. Không, cũng căng lắm. Ba lần đại phá quân tàu. Quá khốc liệt. Quân địch
đến thằng nào mà một bẻ bóp nát thằng đấy luôn. Ta vẫn còn hơn 500 quân. Trong thành này không phải là lính tinh nhuệ. Bắt được 16 tướng của nó rồi. Phá được một cổng rồi vào được, nên phá một cổng vào, phá hai cổng chia quân lên 500 và 760, 670 cho nó thằng nông dân. Nếu mà tràn lên thì mày ra chắc là được, quân tinh nhuệ lắm rồi. Chắc là quan được không? Không ăn được, để xếp loát lại. Vật vã, cái thành này rất quan trọng. Cái thành này là không uổng công nãy giờ.
chúng ta còn khoảng 182 lính. Quá đầm mẫu. Tốt. Chiến thắng cực kỳ quan trọng. So mercy. Chết nhiều quá thì đương nhiên rồi, đánh như thế mà không chết. 4 lần đánh vào đó. Cái thành trước là ai làm thống đốc ấy nhỉ? Lee. Thế cái thành này sẽ là người khác. Yuan. Tạm một đảo nữa. Rồi bây giờ hết quân rồi. Bây giờ nếu hòa bình thì cống cho nó 1.300. Chắc phải cống này anh em. Bây giờ chúng ta sẽ hòa bình và tạo tạo chư hầu ở Husfu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ hòa với nó đi. Istan. Cống cho nó ít tiền vậy. Không hòa không được đâu. Quốc lực toàn quốc là hết sạch rồi. Nó không còn lính nhưng chúng ta cũng không công được. Úi dồi ôi. Ả Rập. Thấy mình yếu là thi nhau nó đánh.
Mình cũng không nhiều tiền lắm đâu. Grab fuck. Đúng vậy, xếp chứ nhỉ? Không phải grab lắm đấy nhỉ? Bây giờ lại gặp kẻ địch mới. Gặp Ả Rập mới nhục. Mà tôi lại chưa đủ ảnh hưởng để tạo ấy mới nhục chứ. Bay, mình phải trả cho nó. Đó, bọn công mình là bọn Ả Rập. Chưa thể nào tạo được chư hầu. Đó này vẫn công. Hay là cứ ấy tiếp nhỉ, nó cũng chả còn quân đâu. Tôi bắn rất nhiều tướng của nó đây. Thằng này có 48 lính. Tôi sợ hòa thì thằng kia nó lại vào nó đánh. Không đánh tiếp nhưng mà tức là mình cứ để ở cái ngưỡng này thì, bởi vì nếu mà chúng ta hòa tôi sợ rằng là bọn khác nó sẽ tuyên chiến tiếp. Gọi là câu kéo nó lúc nào hay lúc đấy. Tôi cần đủ lên 500 điểm info này để chúng ta có thể tạo được một chư hầu. Bọn nó cũng không, tôi nghĩ bọn nó cũng không công nổi cái thanh này đâu. Về đây lấy thêm quân nữa. An Giang cộng cho chúng ta 2.002 tiền á. An Giang cộng cho 2.002 tiền. Quá khủng khiếp. An Giang độ thịnh vượng là 5.008 hơn hẳn Husfu. Husfu độ thịnh vượng có 2.000. Rồi về đây chúng ta lấy thêm quân ra. Thêm quân ở đây đi.
Đợi ở đây thì cái thành này tôi nghĩ sẽ ổn, chắc là sẽ ổn rồi. Chúng ta vẫn bắt được 15 tướng của nó. Rồi. 500 rồi. Đó. Ta muốn thưởng cho cái sự trung thành của người. Ta cho người Husfu 20.000 tiền và 500 điểm ảnh hưởng. Đó chính là điều ta muốn. Và gia tộc này sẽ là Sanada. Sanada Clan đúng không nha? Sanada. Để tôi tìm cơ Sanada. Sanada. Ai thích cái này nào? Tôi sẽ đặt Sanada tên theo tên view. Theo tên viewer đi. Sanada với cả một tên một viewer là đó. Là về đề nhé. Từ Đức. Canada Clan VD hay là Canada VD? Nhưng mà chúng ta không để không chỉnh được cờ cho nó. Ở bàn này không được chỉnh cờ à? Không được chỉnh cờ thì thôi vậy. Ở bản hình như bản 1.7.10 không được chỉnh cờ anh em. Trong khi tôi nhớ là ở bản cao hơn chúng ta được chỉnh cờ. Fuck thôi kệ, không được chỉnh cờ thì thôi vậy. Như vậy là chúng ta đã có một clan đầu tiên và clan này sẽ cung cấp cho tôi bao nhiêu tướng? Một tướng, ít nhất là một tướng. Và ông này là một gia tộc có bao nhiêu người? Ba người. Okay. Không được chỉnh cờ rồi nhỉ? Chúng ta giữ thành này thôi. Có hai pháo đài ở đây.
Tanju và Sanjin. Lực của Xuân Long yếu lắm rồi. Nhưng mà tôi thì cũng không khác gì. Chúng ta đợi một lúc cho anh em hồi quân đã. Hanzo. Không có lính đánh thuê nào nữa nhỉ. Ả Rập tuyên chiến. Ả Rập thì lại là một câu chuyện khác đấy. Ả Rập không yếu như Xuân Long. Chúng ta lại không có điểm ảnh hưởng để gọi quân đoàn rồi. Căng quá nhỉ. Husfu rất dễ thất thủ. Clan chúng ta là clan yếu, thành ra là rất dễ bị đánh. Trong thành này chúng ta có khoảng 400 quân. Thành cấp 5. Hòa thì biết rồi nhưng nó cũng không có điểm ảnh hưởng nên để hòa ấy. Clan của thằng này là clan cấp mấy đấy? Cấp 1. Clan cấp 2. Cũng may có bọn đánh thuê này. Thôi sao mông chung tuyên chiến tiếp. Còn mẹ càng như thế này tôi sẽ phải tôi thiếu điểm này mới nhục. Bây giờ chắc cứ phải hòa với Aserai và Kuzat, hòa cứng, chấp nhận cống nạp, đánh một lèo hết Hứa Sim. Nhưng mà không đủ điểm danh vọng ở đây. Thằng này đắt quá, mấy thằng này đắt quá. Hai thằng này có đánh nhau với ai nữa không? Không, thằng này đánh nhau với đi thi á. Thằng Kuzat thì không đánh nhau với ai. Kuzat rất mạnh, không liều được với thằng này đâu. Biết là hòa tiền nhưng muốn hòa được thì phải có điểm danh vọng. Cứ tập trung gia binh, tập trung về đây đã. Mười thứ năm. Rồi An Gia bị đánh. Khu giáp chắc chắn là thằng đầu tiêu.
nhanh, đủ điểm nhanh lên. Trăm đi nào. Quá nguy hiểm. Rồi bây giờ rút về đây. Chúng ta cần phải phòng thủ trước bọn này đã. Ả Rập. Mông Trung định mang 1.000 quân đánh Husfu nhưng mà xem. Như này là có vào được trong thành không nhỉ? Thủ thành mất ít. Chừng nào vẫn còn giữ lính của Hứa Xin thì nó sẽ chưa thể bắt được mình đâu. Với có thủ không? Hơi ít kỵ cùng đấy. Còn dân binh nè. Toàn dân binh anh em ạ.
không. Quên bọn nó tương đối tinh nhuệ lại. Mình có lợi thế đông cung rồi. Chưa biết thế nào. Vẫn được. Chưa thọ. Không chiến dài được đâu, Ả Rập chỉ có hòa bình thôi. Một đội lên 100 điểm ảnh hưởng cầu hòa luôn. Đánh tiếp Ả Rập chết đấy. Quân tinh nhuệ mang đi đánh bọn Trung Quốc hết rồi. Giờ
đối màu với quân Ả Rập toàn là lính nông dân thôi. Còn nữa là chết. Càng quá. Đang không có điểm để hòa bình đây. Hứa Xin đang có lợi thế, mình bắt rất nhiều tướng của nó nên nó không có quân công thành đâu. Chúng ta phải ở đây thủ. Bọn này cướp bóc khá phết nhỉ. Dùng Aeon Limit tù nhân không nhét được thêm vào nữa, rồi cứ giữ bọn nó trong người. Bọn này hòa bình không cần ấy này, mà chúng ta không đủ điểm mới nhục chứ. Vẫn đang bắt chủ soái của nó.
Hasera còn đang cống nạp thêm với mình đấy chứ. Tranh thủ đoạn này. Một trăm phần trăm nhanh nào. Đấy, nó còn cống nạp thêm cho mình 200 vàng. Đó, cái tôi cần. Rồi, bây giờ có thể disable bọn này đi để cho bọn nó tuyệt quân đi. Rồi, chúng ta về An Giang. Aserai và Test Nhật Bản đều đang cống tiền cho mình. Mình chỉ phải mỗi cống mỗi tiền cho bọn kia thôi. Tiền thì nó không âm. Rồi bây giờ với việc bắt rất nhiều tướng của nó nên cái thành An Giang này vẫn thoải mái sống tốt. Dẹp bọn này đi để chúng ta làm quét luyện quân luôn. Bên này càng đấy. Hình chính quy của tôi thì rất là xịn nhé. Hình chính quy của mình thì đang rất là xịn. Ồ, Nhật Bản nó bị đánh. Bây giờ đánh đây. Ui, đấy bị nó bị đánh nhiều lắm. À, nó đánh cả Hứa Xin à. Ngon. Nữ Hoa cũng đánh nó. Công được thằng này không? Nữ Hoàng không công được thì chúng ta sẽ công. Nếu mà không lấy được cái thành này chúng ta sẽ lấy. Thành này 600 quân thủ.
Rồi, nhà này tuyển thêm nhiều combination phết đấy. Bây giờ tôi lại không có quân để tuyển, không có điểm ảnh hưởng để tuyển quân, à để gọi quân, và để dư dư ra 100 điểm. Chẳng may mà bọn nó ấy thì chúng ta còn có quân mà chống. Bác không cho phó tướng đi lính, không có quân đâu, hết quân rồi. Tôi phải đi tuyển chay này, không nhìn này. Cũng còn tí nào. Mất đâu? Ồ, không mất kìa. Không mất kìa. Thế giờ tôi đã bảo không mất mình lại. Khó lắm những cái thành tầm khoảng 600 quân thủ. Rất khó để công hạ. Bây giờ không dám tiêu điểm ảnh hưởng, phải để dành. Thằng này họ 137. Vào đấy mua lương xong rồi chúng ta phải tiến xuống Tan Yu chiếm khu vực đấy.
Đít bàn này. Để lâu là cái chỗ lợi thế bắt tướng rồi nó sẽ mất dần. Mua thêm ít lương này. Đi cái thành này mình phải đi vòng mới phải lìn. Chảm làm gì? Chảm sao chơi chán lắm. Mấy ông bảo chém là mấy em không biết chơi. Chốt câu thế nhanh. Ôi tuyệt vời, thêm một thằng lính thuê nữa. 600 quân. Bắt lẻ thằng này ngay lập tức. Thêm được một tập đoàn lính thuê nữa rồi. Biết rồi, biết Kurosuke bị công rồi. Nhưng mà thằng đấy mình đang không tuyên chiến. Bây giờ mình tuyên chiến với nó rất là rủi ro. Mình nên xử dứt điểm thằng này thôi. Bây giờ tuyên chiến thêm một thằng nữa rất là rủi ro không hiểu không? Nó mất điểm ảnh hưởng của tôi. Đây phải để dương 100 điểm ảnh hưởng. Chẳng may có thằng nào tuyên chiến thì hòa luôn.
169 này. Đi vứt tướng nó vào trong thành. Xong rồi đi công cái thành này. Ngang ngang kèo đấy. Scrap, không phải Scrap nhiều thế nhỉ? Tớ đã dương 200 đâu. Bình tĩnh. Cố chiến được một cái thành nữa cho nó lực nó mạnh lên. Dứt điểm thằng Xuân Long. Công một thành 600 quân không dễ đâu. Thành này có khoảng 620. Đợi cho gia binh luyện quân đã anh em. Nữ hoàng công 4 lần phải rút về. Nói chung một công một thành 600 khó lắm. Bọn AI thường không công nổi đâu. Thường thường bọn nó sẽ không công nổi những cái thành như thế. Bây giờ chúng ta sẽ ban một cái luật, đó là luật tăng pesticide của tôi lên để tôi lấy được nhiều quân hơn. Cần tiên 5 sẽ mình chưa tiên 5 đúng không? Mình chưa tiên 5 thì mình sẽ lấy luật khác, không phải luật là có luật Royal. Và Royal Watch đây Patisa, nhưng mà những clan ở thằng này 73 thì vẫn ổn. Royal Watch rồi, với cái luật này chúng ta sẽ tăng giới hạn quân đội lên thêm 60 đơn vị nữa, thêm 60 đơn vị là một số lượng cực kỳ quan trọng.
229 rồi. Rồi 229. Mua thêm ít lương. 500 lương rồi đúng không? Thêm 600 lương đi. Ồ, có khá nhiều cung xịn. Trăm 29. Gia binh của chúng ta là bao nhiêu rồi? Rồi, tập hợp đi. Khoảng 500 lính. 500 gia binh công được Trang Dinh không nhỉ? Trang Dinh cứ tiến quân từ đó thì tính. Lấy thiên hạ của vua nhà Đường. 500 lính tinh nhuệ này, chưa chắc là lính tinh nhuệ. Rồi, bây giờ mình còn bắt được 8 thằng thôi. Dần ra bọn nó đang thoát ra được rồi. Bây giờ chúng ta lấy thêm 2 đạn của thằng này. Đây. Đó là chúng ta sẽ lên được khoảng 800 lính là công hạ được pháo đài đấy rồi. Chắc chắn. Daisuke, cậu có muốn gia nhập? Tôi không, không. Nó không phải là thằng chủ cái clan. 600 quân. Công hạ Trang Dinh. Các pháo đài của bọn tàu này cảm giác cái điểm thịnh vượng của nó rất là cao. Đối với những cái pháo đài này thì bắt buộc phải công bằng đá thôi. Nếu không thì rất tốn quân. Bởi vì quân thủ trong thành quá nhiều. Chỗ Trang Dinh này thì chắc là không biết có nên giữ không nhỉ, hay là tạo thêm một chư hầu nữa. Chưa đủ điểm. Quên. Chưa thể đủ điểm. Không biết thằng chư hầu kia của mình nó có đủ, nó có tiền để sống không? Không biết thằng này nó có sống được không? Very full, rất là nghèo. Có vẻ hút full của nó cũng không đủ để cho nó tiêu. Một pháo đài lớn nên cũng không đủ cho nó tiêu chăng? Trong khi cái khoản nợ của bọn Mông Cổ thì tôi gánh gần hết rồi. Tôi đang gánh khoảng 1.200 tiền trả nợ cho con Mông Cổ. Gần như là tôi gánh hết. Cái thanh này cũng sắp đầy rồi. Không biết rằng nó đầy thì Empire nó có công mình không? 700 quân. 700 quân đến đây à? Lại đánh ban đêm à? Bọn nó
nó vẫn huy động được 800 quân rồi, nhưng mà toàn lính thuê, toàn bọn cờ khác. Thằng này lâu đến thế, ngày bao giờ đến? Một ngày nữa. Bọn này không dám đánh bởi vì chất lượng lính nó không bằng mình. Rồi dám. Nó vào rồi. Cũng được. Một thể bắt gọn luôn. Vào đây. Mà... lưỡng lự à? Lưỡng lự cũng tốt. Thằng kia của mình sắp tới rồi. Ép năng. Bình minh. Đánh đúng bình minh. Đấy, 1143 lính. Chà. Chà. Đại chiến. 1001. Chết rồi. Nguy hiểm rồi, khi đây là một địa hình rừng. Chết thôi rồi. Nguy hiểm quá, đây là địa hình rừng. Địa hình này cực kỳ kỵ cung.
ăn không? Liệu ăn không? Ủi, liệu có ủi được không? Liệu có ủi được chuyển đổi xuống không? Chắc phải đánh lại à. Địa hình xấu quá. Đánh lại rồi. Không lên nữa, cái đoạn giữa đây không lên nữa. Cứ đứng thủ thôi. Lên trên chiều quá. Cân thì cũng cân đấy nhưng mà vướng cái địa hình xấu. Chết trận này là quá nguy hiểm, thua trận này quá nguy hiểm. Không giữ được quả đồ bởi vì cái map đấy là cái map bé. Hai quân đoàn nó ở ngay sát nhau. Mình mà ào lên thì đúng cái đợt, đúng cái đoạn dưới đồi lại cái đoạn của nó spam ra. Nên là quân mình nướng ở đấy. Lag à? Nó đi đâu vậy trời? Kinh nghiệm là công một cổng thôi.
Ý chơi. Quân nó đánh thành à? Chiếm được cái thành này là giàu luôn. Chiếm được cái thành này chắc hòa nhỉ. Còn tùy, cứ từ tùy để xem ạ. Mình vẫn đủ lực để duy trì cuộc chiến này. Điên giật giật những lát. Đó không phải lính chạy nhất mà là bọn cung nó lùi lại. Nếu mà mình chết đánh theo kiểu auto thì cung sẽ lùi lại, bộ binh lên trước. Nhưng mà mình đánh thì mình sẽ cho nó lên hết. Độ thịnh vượng 6.001 ạ, thành này cũng cộng cho chúng ta rất nhiều tiền. Rồi đúng kiểu nó lag. Tôi đang ở đâu này? Ngoài đây tôi tận đây á. Đánh hút phù à? Thế thì chúng ta phải hòa bình thôi, bởi vì chúng ta không gần đấy. Vậy đấy. Lát bay mẹ quân ra tận đây. Xiang Jin tạm thời cứ là mình kiếm đã. Thành này độ thịnh vượng cao vậy đấy. Hai thành thịnh vượng rất là cao. An Giang và Xiang Jin 5.96.001 cộng rất nhiều tiền. Đọc từ trang.
Chúng ta có 3 lính thuê rồi đúng không? Tuyển thêm thằng lính thuê nữa. Sau đó tuyên chiến với Mông Cổ để cắt đứt cái ấy của nó đi. Cho em được cái castle, cũng cũng chả được nhiều tiền đâu. Duster, cái castle này cũng nghèo lắm. Mình mà không cứu của đấy chắc Husfu mất rồi đấy. Đó là đẻ tiếp đây. Con của ai đấy? Con của mình. Để thêm điều nữa. Vác bụng bầu ra trận chiến. Bọn này chính ra nó cho nhiều lính phết nhỉ, 164 thằng. Bọn đánh thuê chất lượng đấy. Mình có hai thành ở Shangjing ở đây. Bây giờ cần cắt đứt cái cuộc chiến với thằng Mông Cổ này chứ không mình cống nạp cho nó nhiều tiền quá. Nó đang đánh với cắt luôn nhỉ, là phải có điểm nhỉ. Đây là rết làng nó có được tính không nhỉ? 500. Nhưng mà quân chính quy lại chưa có, chưa hội đủ, chưa tập trung đủ quân chính quy ở đây. Bây giờ mình đánh cũng chưa có quân, cần thêm một thằng lính thuê nữa quá. Cắt thằng Mông Cổ chiếm cái thành ốc đô của nó. Bọn này nó không tin tưởng mình bởi vì relationship của mình với nó là âm 26.
âm điểm. Thế nó mới là vấn đề. Mà muốn tuyên chiến với nó lại cần 200 điểm cơ. Thế nên là chúng ta có thể ban luật đi. 100 điểm là ban luật. Một cái luật nào đó. Grantia 3 sẽ cộng 0.5 ảnh hưởng mỗi ngày. Gia tộc cai trị sẽ được cộng 3 ảnh hưởng mỗi ngày, và gia tộc không phải là cai trị thì bị trừ 0.5 ảnh hưởng mỗi ngày. Thông qua, tôi đang rất cần 3 điểm là rất nhiều đấy, từ 5 lên 8. Nó sẽ thúc đẩy cho chúng ta lên cái điểm mà danh vọng lên nhanh hơn, rất nhanh. Thì bù lại, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là tìm thêm một thằng lính đánh thuê nữa để củng cố lực lượng. Chúng ta cần đục nước béo cò trong những cái tình huống như này. Hy vọng đây sẽ là chủ soái của nó. Có vẻ như là tôi đang quá ít ngựa. Đúng vậy, đạo này chúng ta ít ngựa quá. Gia binh để cho nó tuyển quân 8 điểm mỗi ngày là rất nhiều rồi. Để nó tuyển quân, nó luyện quân đi. Hanzo. Đúng cái mình cần. Đúng cái mình cần nhưng chúng ta lại không có điều đủ điểm để gọi rồi. Không có nhiều điểm để gọi quân. Nên phải gọi tiết kiệm thôi. 700 quân. 700 quân. Không tin tưởng. Fuck.
quần đã. Nó gọi một ca lính thì mình cũng gọi một ca lính. Sợ đấy nhìn nhau. Rồi, pháo đài này bị công. Và đấy. Cứu nguy. Xong rồi đi nhốt hết tướng nó lại. Mình công đúng không? Mình công. Tiền đấy.
quá. Chết từ đến thuê à? Chết từ đến thuê hơi căng á. Chỗ đoạn này vẫn căng thẳng lắm. Chưa nhận định được. Chưa nhận định được. Cút hết. Vứt tướng nó vào trong này. Bắt được bao nhiêu thằng? Bắt được có 3 thằng rồi à? Có điểm rồi, tập hợp thêm các đạo quân khác. Ôi có một bọn lính đánh thuê nó out clan mình rồi. Đúng bọn chị nhất. Như nữ hòa cũng công nó. Nữ hòa cũng công. Xong kiếm hợp bích rồi. Thiếu quân quá nhỉ. Thằng này hiện tại nó chỉ cung cấp được cho mình một tướng. Không cung cấp được nhiều.
Thôi bao giờ tới đấy? Một ngày nữa. Chúng ta sẽ có khoảng 700 lính. Úi dồi ôi, nữ hoàng cũng tuyên chiến với mình luôn à? Nữ hoàng lại là một câu chuyện khác đấy, lực của nữ hoàng mạnh hơn. Nhưng mà thành của nữ hoàng thì lại gần hơn, Danustiga lại gần. An Giang hiện tại có 690 lính thủ thì nữ hoàng không thể công được, chắc chắn. Nếu chúng ta tiến quân xuống Danustiga, công Danustiga, lấy Danustiga rồi là tạo một chư hầu nữa ở đây thì cũng ngon. Mấy cơ bản là cũng ngon đấy. An Giang thì tôi nghĩ bọn nó không đủ khả năng để công đâu. Trang Dinh thì như nào? Trang Dinh thì hơi ít quân. An Giang thì đông hơn. Như thế thì chắc chuyển mục tiêu xuống Danustica. Đẩy nhau liên miền càng đấy. Thôi rồi, tạm biệt, chúng ta định dừng đây anh em. Hẹn anh em những buổi clip tiếp theo. Anh em xem hay thì bấm nút subscribe, nút chuông của mình. Xin chào và gặp lại. Bye bye.